Đây cho nam bàn chiên trầm lên đô la ra buổi chia và thua phần tay đọc cho nam đọc cho nam môn từ một khi nó trạng cả nó khai á là ngay rồi nâng mà cho nam bàn đọc mơn đập ram đập của mui ấy chả làm tịch tịch mà cả nắng chả ra nè cả đã người chả đành mà ra cho nằm tập tên mà cho rồi mày covid nâng mày cho nằm pi cho nằm nâng hay cho nằm tới muốn sai sẽ bầm buôn mơn chuyện cho nằm nít cho nó sao sàm bầm bay chuyện ở xa sẽ cái cho nó ban chất đi sẽ bài chất đai bạn kênh con cha chùn nhật nhôm tam tập vật tây tam chất sờ lánh ớt sờ lánh kên bón ọt vô tiết chùn bón ấy của mình trệch ọ tệ tuông nàng ca sở lành rập an chẳng tệ chẳng ọt ấy chứ nàng ấy bón xóm riêng luôn tới bàn thuật tục thuật thi nàng mơ dân sạch tệ chân nè ruộng cổ tầng ọt ở kia miền rộng cửa lời cái dùng người đầu kia ruột thân ạ bắt về hai ấy ấy chẳng rộng cửa lời chật dừng công nọt ở chỗ bạc đôi tệ rộng cửa đào dùng người đầu kia xoắn ở rộng rư cò covid ấy năng rộng cửa thì xa trường nhiên này cho nó còn chạy á nông thành công nó phần lật tới chạy sập xài tới còn chạy của rôn cua đây là việc nâng đào thời dân từ ngọc nia nông vật đã máu trên nẹ rôn cua đời rẻ kẹt tô sạ mồ hạ nâng ảnh đấy cái là sanh là mất nẹ ruộng cua nó cứ sanh là mất từ lâu chỉ cái đấy tục là ngày chứ còn là Phật Phật ở ông truồng là khẳng đàm áp tiền phi an non á nhầm là mơ chậm kiệt tha năng là rồi tiệt tuôn đằng miền biển biển này biển chẳng ở chạm Aram mà thuê ri khởi nhất nòng áp tiền á để đợi dần lên chặt sợi pi đó á anh nón nó dần riền khởi nhé kìa tha phải anh nón khởi nhớ bày đợi lên chặt sợi pi mà riêng sạch để về bày đọ máu nó mình nạ tôi ta chứ bà khơi nở nè ruột tập bồ thiết anh non để anh non dân riêng đó à mà ông nết thầm rồi thầy khơi nhá à khơi nhá khơi à ra mà thuê ria à ngài à ra mà thuê rế đỏ lìa tới nơi khẩm mạng nơi khẩm mạng nó bảo trung chân vì thuê này à ra và thầm một rào mà hà mụn ni khơi nó mơ ăn mơ à nó là ngày khơi để ai phê nó mơ so phóng thế ngày nó riêng đôi ca cho được câu á nó
្នែកអត់មើលផងវាឃើញអីណាយតែមិនឃើញចំពោះ120ហ្នឹងមើលនៅបកាថាណោអារាមទ្វារីនៃខមៈឃើញណាអាហ្នឹងហើយឃើញណាទៅយ៉ាងបាក់តមុតរោមហាមុនីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបាក់តមុតរៈហ្នឹងតែជាមហាមុនីព្រះអង្គទ្រង់ដាច់យាងចេញអំពីទ្វារនៃអារាមឃើញណាអារាមទ្វារាហ្នឹងទ្វារទ្វារវត្តណាទ្វារនៃអារាមនៃខមៈហ្នឹងត្រៃថាចេញហ្នឹងឯងអង្គចេញមកហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្ហោនៅទឹកភ្លៀងគឺអមតៈនៅពិរោះបាទទី3ហ្នឹងយ៉ាងពីរស់ហ្នឹងតាមអធិអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទយើងណាដែលប្រាថ្នាព្រះនិព្វានហើយប្រាថ្នាព្រះនិព្វានតើតើមានវិបស្សនាញាណធុញទ្រាន់លឿនណាយជាមួយនឹងទុក្ខសច្ចយ៉ាងណាអបរំចម្រើនវិបស្សនាទៅមានអតិនវញ្ញាណពិតេញាណអញ្ចឹងទៅហ្នឹងយើងរត់ទៅពីរស់ក្នុងក្លិនសាបកាថាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែតម្លែងពីព្រះនិព្វានទៅយើងមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិហ្នឹងយើងយល់យើងយល់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយបញ្ញាជាស្រ័យបើណាគេថាមានព្រះនិព្វានជាអជាស្រ័យព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាវិវេកមួយដែរណាហ្នឹងហើយហៅថានិស្សរណៈវិវេកហ្នឹងហើយនិស្សរណៈវិវេកណាហើយវិបស្សនាហៅថាតតង្កវិវេកអរិយមគ្គសមុច្ឆេទវិវេកហ្នឹងហើយតាមពិតវិវេកមាន5ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយកតែ3ហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏នៅវិខម្បនៈវិវេកបដិបស្សតិវិវេក2ទៀតវិខម្បនៈហ្នឹងគឺឈាមទាំងហ្នឹងឯងឧបចារៈហើយនឹងអបណារូបឈានអរូបឈានទៅអបណាហ្នឹងហើយបដិបស្សតិគឺបានស្ងប់រងាប់ដោយចំពោះហើយក្នុងអរិយផលហ្នឹងឯងតែចំពោះវិវេក3នេះព្រះអតិកថាលោកបញ្យលអំពីពុទ្ធរិកាដែលចម្រើននៅសតិប្រធានចម្រើនសមាធិធេឬក៏សតិសម្ពុជាង្គៈដើម្បីវិវេកហ្នឹងហើយពាក្យថាដើម្បីវិវេកហ្នឹងលោកលើកវិវេក3ហ្នឹងមកបញ្យលកណាតតង្គៈវិវេកនឹងវិបស្សនាដែលមាននិស្សរណៈវិវេកជាអធិអាស្រ័យហ្នឹងឯងដល់ទៅសមុច្ឆេទវិវេកមាននិស្សរណៈវិវេកជាអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងនេះយល់ស្ដាប់ស្ដាប់យល់ណាតតាំងកវិវេកគឺវិបស្សនាពុទ្ធបរិស័ទយើងចម្រើនវិបស្សនាទៅអរត្ថវិរិយោបហិតតោប្រອບក្តីជាយាមអរត្ថវិរិយោហ្នឹងបហិតតោហ្នឹងមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានអានឹងមានព្រះនិព្វានជាអជាស្រ័យហើយហ្នឹងអជាសយៈហ្នឹងអជាស្រ័យអជាស្រ័យហ្នឹងអជាសយៈបរិស័ទទៅដោយវិបស្សនាហ្នឹងហ្នឹងហើយគេមានបយោគៈហើយនឹងអជាសយៈដោយសេចក្តីបរិស័ទពីរយ៉ាងហ្នឹង
và vô kia nó cứ đòi ca và co chi diêm ai à chia sẻ cứ à chia sẻ bỏ đi sợt bật tới đầm bầy rồi thoát trả tục nòng vi pa sơ na nhiên nắng cứ bật tới đòi từ đây bỏ đi sợt pi giang nắng cả và đọc ở đây chi diêm nơi thờ dân tầm lần tư đại á lộc ca bị sáng bạ chở hế xăm tệ tệ khao tầm lần nơi xăm tệ bọt cứ tệ nịp tiền nắng ấy đợi lẹ bóng trường chọc chìm tệ nồng lô rồi chẳng tới cứ đây trăng trang chi diêm nó có bò rì sốt bro chi diêm đòi mặt chìm mập đẹp tì đây chi diêm trăng trang cầm nót rù bà thua nâng đêm bà thua nâng rươi rươi xâm lăng xanh thể bọt nó cứ chi tư đại rồi để dân đại ở tầm mốc nó để dân đại ở tầm mốc dân xâm lăng tư đại ai bây giờ nức rồi lấp khơi như riêng ra cái lòng bọc hái là nâng tục chìa mê riêng nâng à bọt vì sao dừng miền bọt vì sao mà chìa mùi khi nâng bà thua ọp rùm chạch gọp bàn ngọp rùm ngọp mình chạch tệ thân crowd ấy đôi nơi đi khmê dần dây chặt treo chào ấy chẳng đó đó nâng ạ dần ra ra học cà phê về ly đây là sao bình tĩnh tuổi nắng đòi người ta khá bật khá biệt nhầm là thật là vậy thật bật thật biệt ai sẽ xế có thật bật thật biệt nữa đấy to chẳng bò xế hơi xế đầm mà hôm đòi tới nực bà mới tâm đại dọt ai sẽ xế thế đó nâng ấy đã ham tiết mình ai sẽ thật bật thật biệt nâng tiết nâng ấy tới về co chẳng bò thì mình khá bật khá biệt nhưng anh miền này lòng riêng đại dân người ta xong tầm trai gì á đại dân miền trả tra hơn tới người ta che tè lung tè lê thôi nhưng anh bọt miền hay rồi trời chẳng tinh ấy cả tinh rồi thà anh đặt cái này này lụa ấy ở dây tinh chẳng thấy nàng ngàn vô màu pra là mình pra là rứa cò ao nhà đi ao nhà nuôi ấy chẳng thấy nàng ngàn mình men đào tới thuna chi ấy thế đó còn là thà về tôi bây giờ các bạn cứ biết đó từ lùm từ lê từ xa từ bồ ra nàng dân trai thu đầy tây tây đà tây dân là sao ấy dầm nốt dân là trời sinh xong làm trai có bạch cái biệt nàng ấy nàng á mẹ cũng năng nhé bạch biệt á nàng ấy nàng cứ ở châu này có nông Arak Sambati đào phụm đại ca thay ra xa nâng ảnh chứ ở vạt bọc vào ông thế nâng ảnh mình ta chết cái cầm nanh ấy tới ná nếu chơi rương để xong làm chai chá chá có quạt miệng bị sao mở quạt đám con chai ấy chân
ปรรูจะตูเตียนเมียนบานไอ้กมเจเจโจกเชียเชียเชียเจนซอมตกได้ไรโลเวเมียนเปรอสันอันครอไอ้ชั้นนะยังตรายจ่ายเวียระกะนั่งจมือเราเกียไอ้หรือก็เมียนหายกาไอ้จ้าจ้ากดยวลกดเอาคนใจนั่งใจสำใจตกได้ก็เอาเตยชัยเตยจมเปียไอ้เกไอ้จังเตยนั่งเองเดี๋ยวตกไปบ้าคนใจนั่งยังกอดปลายประดามมาเอาใจสำใจตกได้นั่งเองใครโดเมียนกาไอ้ยังเมียนผมร้องจังเตยนั่งเองชื่อไอ้ตะเป็ดไอ้จำเธอนั่งเองเรื่องได้ยังเตยกาจำบัดนั้นเวียนอย่างนี้อย่างนู้นนั่งเองดมกอดตกด่าเต้เวียนมันดมบาดเจ็บนั่งเองโดยเฉพาะสมัยกาเศรษฐกิจเคลื่อนพบโลกไอ้ยังนั้นนั่งก่อนใจยังเมียนปีสาวน้องชีวิตเลยนั่งไงรัวบ้านโดยตะลมตะเลไอ้จังทั้นนะนั่งไงตึงบอกปลาปลาไอ้ตุ่มเนื้อไอ้จังเตอร์นั่งไงคลายคลายไอ้จังเตอร์ฮึฮือฮาไอ้บากกาบเซ็งๆนั่งไงดาวเตอร์เวทเลี่ยจอบปรับจังแล้วนั่งคือเมียนที่สาวได้น้องชีวิตนั่งเวทเลี่ยจอบตูเตยเวเมียนไปคลาสเวสำหรับแต่รูซาเยิ้งลวนเยิ้งนั่งไงนั่งจำบัดเยิ้งเตยเมียนราวปลาดอกสไลปัญหาชีวิตนั่งนั่งไงนั่นคือตรายนั่งพระพุทธริกาอุทานสัมปติอารักสัมปติกัลยาณมิตรตานั่งสมาชีวิตาอุอากะสะเนียงจำนั่งหายไปดงสิไทยอุอากะสะนั่งอุนั่งอุทานสัมปตินั่งดาวพรมในกาปรังแปลงยิ้มขนมกาเงี้ยประสิจะตุดังทะยังรัวตูเตียนประจ่าโตเวียนเมนโดยท่าตรีบานไอ้โดยชนะระบายไอ้หรือก็ท่าจูนโตเครื่องยินไอ้ไอ้ออกบานเมาจานจานไอ้ชังหรือก็เบาประไอ้ประวันไอ้คือไอ้นายนาคือมันไงนั่งบานจันโอเทนั่งไงเดสบังเดจิปูลูกไอ้จังเตยไปโจลภาษาไอ้ก็กรอนเกจังบานรปวดสาดอกบวสกะสาดอกไอ้จังเตยไอ้โหดดับไปกระทันไอ้นั่งจังเตยนั่งสมาชีโปเวมเมนจะแต่บานจราจราไอ้มาอีน่ะจังจำโน่แต่บานมานั้นโดยท่าสำรมน้ำมูลยังรู้เม้นเป็นยังสบายจัดดังแต่ท่ายังเมียนสมัติเพียบอายจึงจำชีวิตยังบ้านโดยมันเพื่อเอาเนื้อตัดตีตึกนี้จะเห็นห้ามนั่งไงมันเบียดเบียนเนื้อตัดตียังปฏิบัติจังดาวเป้เจ็ดฉลับเต้ก็ยังเมียนกาเนกเลิกดอลอากาแต่ยังอัดเคลียนเมียนครอไอ้เม็ดม้าถึงเมียนถึงครอนั่นนะแต่ยังอัดบานบีดบีนเนี่ยเด็ดเต้เมียนก็ได้ครอก็ได้ก็อัดเคลียนเมียนครอระบอตรมเตยจูนโดนองเพลย์ในสับรอเพลย์โลเพลย์ทัวก็มาไอ้เมียนโตเพลย์ลออัดช็อคเมียงผมไปยังนักเรียนเคยทั้งมันเงยยันอะไรแบบนู้ยังจำชีวิตรุ่นไอ้เนี่ยรู้ได้มันเบียดเบียนเนี่ยแต่ตีนั่ง
chẳng nghe được tây miền ấy và na có vận năng tới dân gần để trời cho nằm bon cha rồi bỏ quạt tới dân chưa sọc này ai dân có miền rồi bia rồi nơi chưa sọc rồi bỏ dân mình chạm bách toa ta nè miền bàn vậy vậy đôi nghe được tây tràn tràn nằm tê ngang ngang sự đầy sọc tầm khăn lời chất rồi dân miền thăm mà sầm bạch cứ chết dân bàn sọc hơi ngày miền tầm bạch sự thi miền bàn nhà năng ngày vừa chết dân miền thì đầy sọc miền tại trọc sầm bạch càng cái chán ở miền thăm mà sầm bạch tê hẳn tê nhá được năng ngày ok bảo prach là rứ có chấm bẹ bẹ vân ấy chẳng tới và dân mình vừa đâm để cái nông rương cam phó dân che để mua máy đau cả hai vậy rồi đời dân miền sạt thi việc cắt mua máy đau cả hai nâng á vừa dân có đâm thà vậy đây chưa cái đây bật này chỉ vết cứ phục vụ tới tạm cảm bên này chay riệp chom ở dân về trầm trơ á năng ảnh dân kịch đờ rương thằng cái và đôi chân thằng đẹp đợt tây thưa ấy mình cua gặp bay đại dương mình tới dân về miền sạt thi nông tới dân vô đăng đời dân riêng nông áp tiền đi chẳng à về mới đời bề hành non và cả áp tiền chẳng tạm để phổ biến ở ông truồng chia co trăng để thà nè mới dần mà tru hết á bạn bạn mà ngày muốn cái phải đam để tới rồi dần mà đầm bay tới chè lại nâng nè đây đó dần chặt pì ព្រះមហាមនីព្រះនាមបតិមុត្តរៈការស្ដេចចេញអំពីទ្វារអារាមហើយបង្អោលភ្លៀងគឺអមតៈញ៉ាំមហាជនឲ្យរលត់ទុកហ្នឹងហើយនៅពេលបេសិមហាជានឹងហ្នឹងណាខ្ញុំណាមើលចាំបានមកជាថាហ្នឹងឯងហើយនឹងខាងក្រោយហ្នឹងធ្លាប់ចាំហ្នឹងក៏រំលឹកអីហ្មងពីរជាថាក៏ជួយនឹងតិចហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលណាស់មើលឡើយទៀតទៅ ហើយមានព្រះអរហន្តអភិញ្ញាប្រមួយនឹងដង្ហែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈដោយសម្មោលទូលតាមប្រាណហ្នឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញមកសែនអង្គហ្នឹងហើយក៏មកសែនអ្នកអញ្ចឹងដោយថាមនុស្សទូទៅធម្មតាណាហ្នឹងហើយនេះគឺព្រះអរហន្តដែលត្រួតត្រងពុទ្ធកាសាវៈហ្នឹងហើយ สัตตาสาสาเตธีรีฉละเพญีมหิทธิกาปรวาเรนเตสัมปุทธังฉายาเวอนุปายินีเนี่ยปราชญ์มาไซนอังที่เขาสั่งนั่งให้พระพุทธองค์นั้นบานอภิญญาประมุ่ยจะเนี่ยมีเรทธรรมมีอภิญญาประมุ่ยมีน อาสวะขยะวิชีที่อรหัตตมะพระอรหันต์ตะละบูอังคงไปชวนในบ้านเด้อจะเนี่ยมีเรทธรรมแต่งแต่ให้หอมพระสัมปุตโดยสมาลอันโตตามปราณเด้อนั่นไงปุตบอสัตว์ยังลือสมาลอันโตตามปราณจังยังนึกเคยไอ้ นึกเคยไอ้นึกเคยปอนน่ะนังไงเอาปะเปียงกับเมียธรรมเมียมโนเสธธรรมโนเยเมเนสาเจปตุตเทนเนี่ยเพสเตเวกราวเตเวตะตาวนังตุกมันเวเตชายาเวอนุปายินีทำเอาดยก็อังตุ่มได้จะปวดเฟรชจักกับบ้านมโนปะเปียงกับเมียธรรมเมียมโนเสธธรรมโนเยเมเนสาเจปตุตเทนเนี่ยเพสเตเวกราวเตเวตะตาวนังตุกมันเวเตจักกังเวเวอตาวปะเตียงนั่นคือเย็นที่เรื่องตุกเรื่องลมบ้าเรื่องบันดอดังไห้นังไง
ប៉ុន្តែបើយើងយកមកប្រៀបជាទូទៅនៅក្នុងអ្នកថាយើងចង់ប្រៀបពីអីអញ្ចឹងណាគឺថាពីសេចក្តីល្អអាហ្នឹងដោយសមោលទូលតាមប្រានឬក៏ថាកង់រទេសណាវិលទៅតាមស្នាមជើងគោណាគោអូសពីមុខណាកង់រទេសទៅតាមអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងចង់ប្រៀបនៅក្នុងរឿងសេចក្តីល្អទាំងពីរមុខហ្នឹងក៏បានប្រៀបទៅនឹងរឿងមិនល្អរឿងទុក្ខរឿងលំបាកដោយសមោលនតូលតាមប្រានទៅក៏បានហ្នឹងឯងប្រៀបត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងពីរមុខហ្នឹងហ៎រណព្រះអង្គសំដែងចែកហ្នឹងឯងក្នុងព្រះចក្រវាលដែលធ្លាប់បៀតបៀនឲ្យគេខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងណាដោយសារថាម្នាក់សាជេបតុតថេនរៀងចិត្តហ្នឹងវាបតុខេខៅដាក់ឲ្យគេខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងដោយសារថាជាបាលឲ្យគេជាទៅគេរមិលគុណគេមិនចង់ឲ្យម្លាយឆ្នាំអីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអីតែពេតហ្នឹងសប្បុរសដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយថាមើលជាបានយល់លុយហ្នឹងហើយអត់ជាទេតែថាមិនយកលុយកាក់អីចឹងទៅហ្នឹងឯងដោយពេលជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យតែឲ្យតែមើលយកប្រាក់ហ្នឹងឯងទោះជាមើលទៅតែពីសោតមើលវះពុះកាត់អីចឹងទៅអត់ណងឯងគិតប្រាក់តាមនឹងឯងស្លាប់យើងអ្នកស្លាប់តែពេតនៅតែបានលុយយ៉ាងហ្នឹងមែនដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចឹងតែហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាតាមពេតហ្នឹងឯងគេយើងស្លាប់រឿងយើងស្លាប់ហ្នឹងថាតម្លៃមើលតម្លៃជាបាលតម្លៃឆ្នាំតម្លៃអីគេគិតតាមហ្នឹងឯងនឹងឯងស្លាប់រស់នៅលើយើងនឹងឯងប៉ុន្តែវាដូចថាមានរឿងក្នុងសង្គមអីខ្លះដូចថាវាខុសបច្ចេកទេសអីអីចឹងទៅវាអាចថាសង្គមគេរស់រឿងគេនន្ទាអីអីចឹងធ្លាប់ឮមួយមួយដែរណាអានឹងឯងខុសបច្ចេកទេសនឹងឯងមិនដែរនិយាយពីពេទ្យទៅព្រះចក្រវាលហ្នឹងមើលគេជាហើយហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យទៀតអញ្ចឹងខំហ្មងនេះទៅដឹងថាជាដាក់ឆ្នាំឲ្យគេខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងបាបហ្នឹងវាជាប់តាមណាវាជាប់តាមហ្នឹងតាំងពីដូចថាម្នាក់សាជេបតុតថេនអ្នកអញ្ចឹងទៅអាភិសតិវាការោតិវាហ្នឹងអាការដែលធ្វើក្តីនិយាយក្តីហ្នឹងក៏វាដូចជាកង់រទេះវិលតាមតាមជើងគោអញ្ចឹងវាដង្ហែអាចិត្តដែលបន្ទុះហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយតតោណាំងទុក្ខមន្តវេតិហ្នឹងវាជាប់តាមមកទាំងសេចក្តីទុក្ខដែលជាទុក្ខផ្លូវចិត្តហើយនឹងសេចក្តីទុក្ខដែលជាផលរបស់បាបអកុសលវិបាកហ្នឹងដង្ហែមករហូតមកដល់ជាតិចុងក្រោយហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងមេត្តានៃរហូតងាកតែភ្នែកសាច់ប៉ុន្តែបញ្ញាលោកមានតែបញ្ញាហ្នឹងមេត្តាមកមុំបញ្ញាឃើញអរិយសច្ចៈធัวឲ្យសម្រេចព្រះរហត្តទៀតដំណើរគ្នានឹងងាកភ្នែកហ្នឹងសម្រេចព្រះរហត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រមតែថារឿងរ៉ាវហ្នឹងតែលោកមុនទៅកលព្រះធម្មពុទ្ធអើយពីខោសព្រមចារីដែលមកប្រព្រឹត្តវិបស្សនាធុរៈហ្នឹងមកជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យលោកមុនទៅមុនទៅតាមលោកវយុហ្នឹងឯងសម្រាប់ព្រះរហត្តនៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះចក្រវាលទៀតតែលោកជាប្រធារៈប្រធមប្រធានប្រធានអវាទអង្គតៃតៃក៏សម្រាប់ព្រះរហត្តទៅលោកបញ្ជូនឲ្យទៅមុនទៅកំចាំលោកវយឺតអីលោកមន់ត្រាប់ត្រប់អីចឹងទៅហើយបងអូនណា
ตามเป็ดบองโอนนั่งมีมหาบาลให้นางโจลบาลโอนนั่งก็จัดไอ้โกนขลุ่นไอ้นั่งมานำเพลย์ลูกอมไอ้โยสรุลบัวเชี่ยสามเนยจังเลยนั่งไอ้โยสรุลน้องดำน้าเนาะพอมากัดเปรย์มาไอ้จังเตยไอ้โกนนั่งมันบัวได้สติไอ้นะไอ้บัวก็บัวนั่งมันนำลูกอมจำตอนวิ่งสับเตยไอ้จังเตยนั่งไอ้ดาตะเปมานำลูกอมนั้นก็ลือสำเร็จนุกใส่เออเมียนจัดตะลังเดินเกมารัวเอารัวไอ้น้องเปรย์ไอ้จังเต้ก็ไปทะเลใส่จังเต้บัวบัวซ้ำเนื้อบัวเมนเทนนั่งไงอะไรเกี่ยนบัวเมนเทนปั้นแต่ท่าลุนไอ้ตรุกสลไอ้นกอมดังเรื่องลือสำเร็จนกสไรมันดังไอ้ขมวยนังท่าตือนองเปรย์นังเมียนแกจไอ้จังเตอไอ้ตือเข้าคุมปีโดยท่าตัวบังอุจาระปัสสาวะไอ้เมียนเปรย์เลื่อนนะเลื่อนชาบนี่อยู่นั่งไงจำเตอเดิมสู้เป็นเชี่ยเตอถ้าดักเสร์เมนตรุเสร์เมทอนอทอมอะจำเตอโลกอัดเอากันเชยชรวดนำพลายโลกดาชั้นโลกนั้นก็ดักบังดักปัวเชนเตอเคลียดับปวดไอเชี่ยกับหัวยังไงนะนั่งไงจำนาสักให้ชอบบัวชอบไอ้ก็โลกนั้นดำเอากันเดียดนั่งไงอัดเอากันจำเชื่อชรอดนั่งนาเดิมนั่งไงนั่นแหละดาวยันนายในกุลบาโลกนั้นก็เมียนกาชมเชลช่วยพี่มนุษย์พี่เทวดาไอ้ท่านนำโลกมาดาวกวาดเจตปนไอ้โลกก็พระเจ้าสักตามเทียสไรท่านมนกรมไอ้จังเต้ปันตะจวนไม่เพลียงจวนสัตว์นั่งไงจังเต้บานเรื่องรายนั่งก็เฉลียบตะเปรตตะเมียนตะเพียเต้ก็ปองตรงกาสันใดปีใดบริสัทบ่อเปรียกไขนาสลบนั่งไอ้บานที่เข้าตูสู้ปองปีเปรียระหันได้เตยบานนำรักเปรียระหัดจังไอ้ก็งงเงิดเพลย์ไอ้จังได้บานต่ออังได้ที่บอกประกำนั่งไอ้ก็บาปประกำนั่งก็ต่ออังทำได้ปีมาเนี่ยสาเจประตุเทนเนี่ยโหหายมาดาจะกังเวะเวะนั่งไงนั่งแต่โสดนั่งไงมันเนี่ยสาเจประตุเทนเนี่ยเพียสเตเบียกระราวเตเบียตะตาวนั่งตุกมันเวเตจักกังเวะเวหะตาวปะแตงนั่งไงยังจำได้นักเคยอาสาได้จักกังได้ว่าย่ำนาเรียนติงเกียรติธรรมวัดตะบงนั่งบานโดยท่าตรวจตราพินิจเมื่อบาลัยไอ้ตามปฏิอนุกรรมไอ้นั่งเท่กระนั้นดังดาวสิกระไดนั่งปลายจังนะจังเต๋อเหมือนปานนักก่อนละซอจำละซอไอ้นั่งยังไงจะกังเวะเวะตาวปะแตงกองระเตะได้เวแต่ตามสนามเชิงโก้ดังนั่งมาเรื่องจำเตอให้ดาวเตอชายาเวอนุปายนีนั่งชายานั่งยังดังให้ทาสมาลอยากให้ไปชายาเละไอ้นั่งก็เปียทาสมาลนั่งไอ้ก็รูปทอดตำได้แต่เลยรูปทอดนั่งไง
chà già vẽ về đồ chứ nó ốp ma đồ chia sẻ màu chà già vẽ ăn ốp ba gì ní là màu đó ăn tô tam pran năng ảnh phải tam tại cái này vẫn sập dây tới sẻ màu ăn tô tam pran đó sập dây riêng rồi mình lo ấy xem tới có lên phi sầm mau tôi tam pran nâng chân tôi đây thái phụ bút rõng lên phi mặt tôi con đà ly nâng ạ trọng để thả cơ nà miên chất chí rệt la nâng bệ cun bỏ bỏ ông mọc lết hay có bạch bằng chí vật tư nâng bệ đệ sinh thi nông tê và lô tham ta và tân hết thả lọc mau chú ý ở bốc bàn thiệt tên là bốc bà cạp rìm nâng ai mà sắp đặt thua, sắm rách sao ta bắt đầu phơi cho mui khné ti hết rồi, tê bọt chè cốn hay nâng bầy đa, tên là bọc cả triềm lắm, miền trọp chiêm sai sập cao, ở bàn oxy đây cầm nành tê, nâng này nâng cứ còn sắm đại riêng bon chè thla rồi bò mặt thằng con đà ly lắm, nâng này. Mình còn đồ rì lì, mà tôi còn rì lì nâng bộc phì môn nó là cầm nành nhá. Tên là bộc phật cả priêm nâng, cứ priêm thu lọp tê cầm nành. Mình ao ý, tên là nó ọt ao ý tiên á. Bộc phật cả và nó về phì môn đê nâng anh thu lọp tê cầm nành. Mùi con nó này nó gọi cầm nành. Anh đã nằm tôn ấy mà vật mà ấy thế riêng cầm nành mùi nắng ắt châu vót ắt cắn sơ ắt ấy đừng ăn chẳng thể ắt đằng côn và phật tu và sang ấy riêng cầm nành mùi nắng rẻ rèn của sao là thua ắt bàn sạp cục mùi nắng sạp phải lo sạp cục chỉ mùi nắng và sang ấy ấy ná ắt hiền màu đấy lành đồ màu tới trời ca thơ tiền nô châu ni châu nô ấy ấy chẳng thể nâng ảnh kịch ngài ọt châu vọt ấy nơi chết vọt nâng đấy mà ọt châu vọt tiền chết vọt chết vọt buồn nâng ảnh nâng ảnh vân tài đòi tài bàn sử đạp bộ bộ tà rì ca xâm đáy nháy miền rương rái côn luôn ai nâng chì ọt tê hò sạp cần để thà miền chật chật là về chật là đăng để con luôn ấy đại tư vua đại phơ bón được tiền cầm sờ ấy mau nè cần để đòi cần để chật chật là ông vợ ông của bản năng ấy ao bán chia để bớt bản năng nói chật chật là ông vợ ông tới số đập và thua tới bạn đi say mà đòi làm ra sao ta và được phải tới nấu bọc bèn của mẹ thăm em, nấu xe tha, mà nấu mẹ gì, mà nẻ xa chế, bà xăm nền nè, bà khóc phi, mà nẻ xa chế, bà tốt thên nè, nàng ấy chê nó bà hơn á, nàng ấy nẻ xa bị chật nàng, chật nó bà trừ kỳ lệ về bà tu, nàng ấy rứa có chật nàng, miền thì cái đấy chỉ đẹp tha, mà nẻ xa chế, bà xăm nền nè, nàng ấy đời chặt chỉ đẹp phà nâng ấy phơi ấy còn lõ như vậy ấy còn lõ ấy chỉ cái đây sọc nóng cứ tha lõ màu tam chân này mà đòn ta nâng ấy mà dần gặp bài chuyện nè xôm à rầm lõ ông pi chặt lõ rồi bao dần nâng ấy cả na bờ chật nâng ó đòi tiền đòi xe đòi xăm mà thả tới tầm lúc mà ông đòi vipassana nó có ập rung tiền xe xăm mà thả nâng tiền rồi chẳng ai thì chật dương kia của sao là o anh chẳng á nâng ảnh rương không chỉ biết dương phải chăm ngày nâng sầm bố chỉ rương là o sầm rạp dương nâng ảnh một bò sạch dương để thọp miền thì cái đây là o chân máu dân sẽ đạp tới dân cái tua bà này bồ miền bị sao máu đó về là chặt dân là o chặt dân chỉ đẹp là chặt dân sập bài tới về miền rương là o là o rồi vừa tiền cả vừa tới rồi chui nẹt đất tây
rương ấy cả chui tới nâng ấy nâng cứ chia rom lo ấy nâng ấy làm nhầm lá cho tới nực lơ cả tê ho đôi thì cái đấy sập ấy chẳng bị chơi rương ngọc rõ rạp sập lô để miên chỉ vật nâng ấy thầy khai sập nâng chẳng đè cọ nâng mau bị chặt dân vật tu về dân thầy dân khai tới nâng bàn thờ đầy sập nâng để chơi rương ngọc rõ thì rạp dân nâng ấy men ao từ sập sập đè cọ ấy nè chẳng bàn lớn thì mẹ rồi na sệt tệ nâng là nâng ấy để họ nâng pin người thà làm hôm dân vua bán nó còn về men cần trẻ chỉ riêng khi ấy là mạng là môn tôi ta chứ đầy sập nâng rồi dân bạc lôi cả ấy đập rồi la mà rồi rồi la mà lên riêng là ấy dân đài nà này vẫn tới bờ rồi cà rốt tôi chỉ ốc rộp mơn có prôn đã để bàn chi vết rồi dân ai tầm lấy chi vết dân trai lên tầng nà ngay ngay bột bò sạch dân ruột miền bật trái nạ cùng tiết miền sơ tiết ấy miền đàm tôn ai tự tu vô bật thua mà sắc xa ban tiết dân dân ruột nữ chùm ninh sơ bào nà tôi chỉ trừ ọc bạc và mán có ọc tư ở trẻ bán chỉ vết nữ chỉ mùi bật trái nạ cùng mặt ngay miền sơ nâng ngay nâng bồ ra sao bao sơ tư sơ nâng ngay nâng ngay ngày nắng trầm ca từ chậm ở ngày chậm nó bảy ca từ bạn thì chậm chậm bảy ca tới mà ông thì là bậc kiền ngày bảy ca là lồng cha trời xây nâng là lồng cha vô bảy ca mặc hai môn bạch tới chẳng bảy ca ngày chậm nắng có tâm lê tới này mà bậc nắng vô cất ra chân thì bây giờ xấy từ từ cài và nàng ấy miền lời chân từ rùa là làm lời dần biển cồng nặng tới từ lời lịch pi từ là từ vẫn là chậm chậm ngày bay cờ ngày chậm bay cờ kia dân mình buồn cờ ngày nắng trầm cờ bột bò sạch bạn phụ con trai trẻ đã xa bao sật đã xa màu trầm rồi trầm cao tiết rồi mình nghe vậy nè nàng ngày nhầm na chưa thể đồng lực đồng bay bạn chưa cầm lăng chết mẹ dân đại sầu ban là phum vì môn môn máu đăng mày chết cái nhầm na cái này đăng chết đại môn rồi mày lục phuột nấm đăng mà phum nó nghe miền này cam sơn tam thế cam bài sa ma tiên á là sa ma tiên là vì là tệ nó cứ cam cho cả anh miền sơ chẳng món đó tôi nghe thấy vợ anh ta sam pat ta vì là tệ ở nó ai sum bồ và đời ta khởi nhảy trời sầm lấp mình sầm lấp chẳng tới ở trăm bạch trời sầm lấp nàng ấy khơi buộc khơi cái ai phải tự kịch chân ấy ấy chẳng tới chăm bạch vậy chăm bạch ấy chẳng đó na nàng ấy nó xa lây nàng á sầm bạch tạ vi là tệ vi không khẩn nặng để chuộc nàng trời sầm lấp bên đó không sầm lấp ấy không sầm ba ấy bên đó thảo sầm ma tiền sớ à thế trời từ xa tình trí thà à trời ngọt đấy tình mà từ ấy vợ ngành từ rồi trả rồi nàng ấy nó mau đi về ở ban sầm tiền ở ban đăng pi tầm lấy này sờ khoác nhẹ đập nón mà thế nè khoác cáp sọp sai Phật Sa Sơn đó là ngay ra khoác khoác cáp bằng rừng rừng sờ nè là ngay ai nào muốn về mình sầm bô ai sọp sai nè rồi chân tới nè sọc nè phúm có mình miền ở cả ấy nâng tháp ban người ta từ vót đập thua ấy hô hai ấy chẳng tới
มันดังเชื่อเบียบอย่างไม่คลาเตอร์กรันธาอากาศสอบสายนั้นมันจะโบนั่งเองเมียนประซังสำแดงประทัวไอจังเตอร์เมียนได้กรันธาเออควาการสอบสายเอาตะลมตะเลยเตอร์ตัวเชื่อดังธาขนมปุตระสนาเมียนเตียนเซอร์เพียร์เนี้ยฟันตะเวลมูมขลุ่นไอ้เตอร์นั่งไงเธอเต้นเธอนั่งไงต่อสั่งบวชอารามกฏสุลาเปรียบเฮไอ้นั่นคือเรื่องเต้นไงนั่งกระนั้นรำลึกถ้าสมาเตนวีระเตสัลปรามนั่งมันจะโบเต้นนั่งไงไงรำเอาเปล่าสดเตี้ยรัดแต่กรอเมนเต้นนั่นไงตอนยังมาสับไงนั่งเคยยังสมบูรณ์เนียนการศาสนาเนียนไอ้นั่งก็ยังเตะอ้อนั่งรัตพอสับสายกระทัวปวดบ่อสัตย์ยังนั่งไงปั้นแต่ดอลเตอร์ภายในคางสหายโคตรคือไอ้นั่งก็เวลาอันใดนั่งไงจุ่นดูเครื่องยนต์ไอ้นั่งเบื่อเธอไอ้จะฟังเพลงบัดบังสมาร์ตได้จำรานจะได้กินไรสกามแต่นั่งวัดทอกกามไอ้นั่งก็ไปจำรานนั่งไงไปจำรานตั้งปีพนัยนั่งไงมาเยี่ยงสับไงนั่งได้วัดทอกสมเพรียเบื่อจำเนื้อเต้เวียดอลเพียบสนอกสับสรุลเต้เจ็ดนั่งเวียจำรานเต้ขนมเรืองกามกุลเต้โรสับโรสรุลเต้ราเสรีระสกขะกิเทศะนะน่ะจบจำเปะนั่งสับเสรีระนั่งไอชีชงันได้สรุลกามกุลไอนานไอนั่งไอสับสายกามกุลน่ะมันท่าโกนแบบปวนเนี่ยเต้นะมาเออบองโอนไอ้เต้นั่งไงจะแต่สับสายเต้ไอ้ก้นใจนั่งมือเต้สับเต้กูวงเวงตามนั่งจำใจนั่งคือมาพนายน้องกาสายกุบเตะตัวนั่งเรื่องสายกุบนั่งไอ้เรื่องสายกุบจะมวยนั่งมนุษย์หล่อนั่งตั้งปีไปยาวปัจจุบันเต้นะพุทธองค์ได้อุอากะสะนั้นอุอุทานสัมปติอานั้นอารักสัมปติกะนั้นกัลยาณมิตรตานั่นไงให้นั่งสะนั้นสมะชีวิตาเมียนตอลิยะเพียบจำโนจำนายพระพุทธองค์สมัยสมะชีวิตานั้นจ่ายเวไอ้ไอ้ทลังทลายมวยนั่งจำโนนั่งให้ตอบสมบัติได้จำนายเต้ได้ได้เกี่ยวกับชายตรมตรึงเอาเยื่อเตรียมเอาเต้นั่งกาชายนั่งอัดข้อเต้เบอร์เบอร์ข้อปีนั่งนั่งคือชายอัดตรมตรึงเองนั่งไงจังชายไอ้ทำการจำชีวิตนั่งไงโพยในมัดตังยุตาก่อนประมาณน้องโพยชวนไอ้ตามนั่งนะนั่งไงแบบในขนมสมะชีวิตานั่งยังมันจะแต่ใจเวลเลิกประมาณไอ้จังเตยจะโนติตัวจังบอริโพไอ้นี่นุ๊กไอ้จังเตยเวเวอัดเมียนตอลเยียเพียบนั่งก็อัดเตยได้เป็ดเมียนเตยบอริโพได้แต่บอริโพก็เตยสังรวมใจสันดอกตามนั้นจึงจำเมตตาไปได้กรมครัวซาเตียสะกรรมกอไอ้นั่งได้เตยปราบปราศเกิดกลางไอ้เตยจำนายจังตำเตยไอ้นั่งมวยนั่นไงบ่ชายเจ็บปีเตยเตยเจ็บปรำโจลเนี่ยมาในแต่บุญนั่งตรังไอ้จำลวนไอ้ง่ายก็รวมได้การจำเมตตาไปได้บองโอนจะมวยนั่งเตะสะกรรมกอไอ้ตังอ้อประสันบะเมียนพน่ะ
ហ្នឹងហើយហើយទី2ចំណាយរបស់តិចដើម្បីការពាររបស់ធំដុំហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ពុទ្ធអង្គសំដែងរឿងចឹងចឹងហ្នឹងហើយអតតថាធម្មិកថាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះជាដើមទុនសំខាន់ណាដល់ទៅចិត្តយើងសប្បាយជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងទៅយើងមកសទ្ធាមកកិច្ចការងារដែលជាសម្បារាយិកថាហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពចិត្តហ្នឹងទៅលំទលាចិត្តហ្នឹងមិនចងៀតចងល់ចិត្តហ្នឹងមិនខ្វល់ណាហ្នឹងហើយដោយសារយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបានងាយស្រួលហើយចឹងទៅយើងមកគិតទៀនសិលហើយថាសទ្ធាសិលចាគៈបញ្ញានេះសម្បទា4នេះសទ្ធាសម្បទាសីលសម្បទាចាគៈសម្បទាបញ្ញាសម្បទានោះហៅសម្បរាយិកថាហើយបញ្ញាសម្បទានោះពុទ្ធអង្គសំដែងទាំងបញ្ញាឃើញអរិយសច្ចៈចូលក្នុងនឹងចឹងបើចែកទៅទៅជាបរមត្ថៈហើយមាន3ប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរលោកហើយបញ្ញាដែលឃើញអរិយសច្ចៈហ្នឹងគឺជាបរមត្ថៈទុក្ខេញាណੰទុក្ខសមុទយេញាណੰទុក្ខនិរោធេញាណੰទុក្ខនិរោធកេមនីបរិបទេញាណੰញាណੰក្នុងសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងហៅថាបរមត្ថៈប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបញ្ញាសម្បទាប៉ុណ្ណាមកតោះចាបាទណងឯងហើយក្នុងរឿងចំណាយហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចាំតែខ្ញុំដើរនៅនឹកចាំ1 2 3 4ហ្នឹងក៏ចេះរំលឹកទៅណងឯងគ្រាន់ថាពុទ្ធដីកាសំដែងមកថាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺជាកម្មចិត្តដើរប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នបានសម្រេចទៅយើងស្ដាប់ធัวរៀនធัวអីក៏បានព្រោះដោយអ្នកស្រុកដែនកោរអីចឹងទៅมันមានបញ្ហាក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការរស់នៅអីស្រូវអង្គរអីក៏មានឧបក្រន់អីចឹងទៅសុបាយចិត្តទៅវាធ្វើឲ្យបញ្ញាចម្រើនឧបការៈអញ្ចឹងតែវាអត់វល់គិតខ្វល់ឈឺក្បាលវិលមុខតែនឹងស្ដាប់ធัวមកចូលប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នវាជួយឲ្យយើងស្ដាប់ធัวទៅថាមានសមាធិល្អមកស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងចឹងរវល់មិនទេកូនអញមិនទេប្តីអញមិនទេពន្ធអញហ្នឹងហើយឲ្យស្ដាប់ធัวមិនបានទៅហ្នឹងហើយហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតនៅរឿងខ្វល់ទៅនៅរឿងមិនយកចិត្តទុកដាក់អីអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏វាអត់បានតាំងចិត្តដើម្បីថាទៅស្ដាប់ពធัวអីផងទេទៅដោយតែទៅវត្តតែធ្វើបន់ហើយតែថាវាអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ថាដើម្បីទៅស្ដាប់ពធัวណាព្រោះដល់ទៅវាជួបពេលសំដែងពធัวអីចឹងទៅមិនត្រឹមតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងទេវារំខានគេទៀតទៅហ្នឹងហើយបាបកម្មហ្នឹងកើតឡើងដោយអត់ដឹងថាទៅសំបន់តែតែធ្វើបាបដោយអត់ដឹងបាបក៏មានដែរហ្នឹងហើយបោកបាក់លោឡាទៅឬក៏ធ្វើអីរំខានអ្នកសំដែងរំខានអ្នកស្ដាប់ណាតែមិនរំខានតែអ្នកស្ដាប់ទេរំខានអ្នកសំដែងទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺវាជារឿងរួមគ្រោះយ៉ាងសត្វលោកយើងណាដូចថាកិលេសហ្នឹងវានៅចាំឲ្យតែយើងរួមគ្រោះរឿងនេះរឿងនោះទៅចឹងណាហ្នឹងហើយតែមានសទ្ធាចង់បានបន់ហើយតែតើវាមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងបានសពគ្រប់ហើយមានការដែលមិនដឹងថាពុទ្ធពធัวប្រសង់នឹងត្រូវគោរពយ៉ាងក្រៃលែងទៅពុទ្ធគារវៈតាធម្មគារវៈតាសង្ឃគារវៈតានឹងហើយកម្មយកសិលសមាធិបញ្ញាជាប្រមាណនេះតិចតួចហ្នឹងឯង
nâng dân chọn chăm tục tới đầm bay thà dân mình chết tới bạc cài bạc cắn đấy nó có hoa bạc bị chết mình thấy có hoa thế bạc bị chết nâng bu hơi cả đó mình thà bu hơi cắn vô sơ mà thị bà nhà chê bà mang thế nâng này cắn vô cái rương ấy rương ấy rương ấy rương ấy đọc ấy mọc hay ấy xên thì sơ là mà thị bà nhà nâng này ấy thì ở ban tăng chất thà thì bưng bạc mà anh cứ sơ mà thì bà nhá bà cất rương xê nhờ cất rương xê nâng nâng ảnh nâng cứ dân ra nè đăng thà mình nghe ấy á, mình nghe nâng thà cho càng bà phù hơi bằng bàn vô sơ mà thì bà nhá chia bà màn chia tì bưng đồng bây chui ạ thma anh ơi rui phát trả tục nâng ảnh tự tam bà phút tà đầy ca để bà ông làm đây ạc tạc tọt thăng bà rạc thê nè bố nè bệ nè hà bà dê ạc tạc tọt thạ mạ phê nhê dê sạc tọt thạ bạ sở táo sẽ dạ nâng ảnh bà ai cất bì bà giáo nhẹ đợt tê nà xung bây chá ơn nâng ảnh nâng bây thảo nhẹ đợt tê màu bọt tê miên cái lại anh tới miền ấy 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 và cất cất và giao nè ngày tam và Puerto Rico đó nè ngày và giao nhà ở tây đó vận tải về rụng luôn và giao là sơ là mà thi và nhà luôn ai nhỉ đầm bay ao chỉ lốp có tờ rá ao toàn p và lia để bàn chuốc chỉ mùi nâng bệt thua chỉ ao ca để nâng trời chỉ ra ạ tạ tì bà nó cứ lô kì dễ lô cột rào tham mô nè thua để sẽ tập cả tham chỉ lô kì dễ xâm rạch bàn từ lô cột rạ nè và rùm luôn cả lại nâng á nâng ngài chẳng tới bà bút rõ ngầm đây anh tha ạ tạ tạ tháng bà rạp thề nè bà hụ nè bế nè ha bà dê nâng ngài nè ha bà dê nâng cứ bàn đây tha ạc tạc tọt thăng nâng và giao cho luôn ai nâng à nè hà bà dê còn ai vì nè còn ai bà giao cho luôn ai cứ lô cốt rạ thua nâng sạp xôn bố hai cái này rứa cơ tha bố rứa cơ đau ý nâng á nâng à bà giao nhẹ đợt tây xong bày chả ơn là bà rạp thên nè nâng bà rạp thên nè nâng cứ bố bà giao nhẹ đợt tây vậy nâng à bà rạp thên nè bà ra ai nâng ạp thạ nâng ai phải giao nhà đợt tây bà ra thêm nè nâng bố phải giao nhà đợt tây nâng bèo hụ nè bè thôn bấy chá ơn thôn bấy chá ơn cả đời nâng cứ đồng bây phải giao nhà đợt tây phong nâng mến rương ách phải giao chứ nâng rương ách phải giao nâng bạch như vậy nâng phải giao chứ đồng bây phải giao nhà đợt tây á là phần tái trời đang phải giao cho luôn ấy cứ lô cốt ra à đây dân cất phải giao nhà đầu tí có chia mà hai của sao nâng ấy chẳng nâng ấy rứa có về miền lô phê ấy chỉ ôp đi xây dựng chai ấy tới tam nâng á đầm bay ở cái sạch xa ấy chẳng tới lên tầm ca anh tới chẳng non lục ru on đi lục khu on nu ban che ban châu ấy chẳng tới nâng dây bị chặt nhầm rồi nè thọp chào là thì ca ba mươi năm đó từ tì vật luôn về tới từ vật cho thì ca ra nó là vật chật đất nó ở tầm miền lô dạng này nơi chia xa mà nê đó ban bu là nơi chia phi khẩu thế năng ấy ở tầm ban ôp xa mà tê ấy thế tân ta ở miền lô tới có cục ruộng từ rồi chúng miền chết á miền chết choang thà thôi cốt thôi sủa lá thôi ấy ở đằng đằng mà chỉ non được khu vuông nó miền này miền này với miền chết chẳng nó chạm tục máu chạm là chết nó tục máu năng ấy ở miền bắc tân thơ ấy nan ấy thế năng ấy bà này mình làm năng cả năng nơi chạy trả ấy mình sầm bồ thế năng ấy toàn miền prạ đô la prạ ấy bò tê ấy nhiệt nhôm ấy u o ấy chui màu ấy ấy thế
นั่งไงคอมปะเวปะวาเรียงเรียงครูนับใบโรนั่งอ่ะใจเพลินเนี่ยเตยในเตยนอกนั่งไงเอาปลอมใส่ไอ้ในโรซีรถป่วนอะไรนะน่ะจูบเนี่ยไปรถป่วนนะบอมใส่นั่งไงก็น่ะนั่งไงจังอัดตันเธอไอ้บ้านนั่งไงยังไงก็ตอนนั้นนักเคยจำอันนั้นคือท่าไปจองเลยจองบานกาสซาจนนอนอันนี้บานไอบานไอจังเทนั่งไงอันนั้นเวียนไงเวียนโลกกระทู้โลกเพื่อจะโอปนิชยาปัจจัยดังนั่งไงดำไปท่าเอาไปย้ายเนี่ยเตยธรรมดาเด้อเรื่องหากอสรที่โอปนิชยาปัจจัยดอลกุสรเวียนจังไงดังนั่งไงเวียนการหยอบโย่ดังโลกกระทั่วดังไปบานการสดใสไอ้นั่งมันตายเป็นไอ้ขนมเยื่อรูบวลจับใจเรียบจอมไอ้เธอไอ้เธอไอ้ดังไปยาวเนี่ยดังเตยนั้นสร้างสมาธิปัญญาไปอัดตบประตูดังไปโลกกระตระทั่วนั่งไงตัวจูบกระทั่วไปตรึงสร้างไอ้บานที่ภูมิฐานไอ้สมาธินั่งไอ้เมียนเซเจ็บบาดจังเต๋อบางเจ็บปวดท่านในวิปัสสนาก็เถอะอยู่จะตกดะไปย้อยครูนไอ้ยังไงไอ้บ้านสำราญยังไงกลมเฟ้อไปย้อยบอกครูนไอ้สาบโซนรวบให้แต่ไปย้อยเนี่ยดตีสมใบชราอันนั้นคือพระพุทธเดียกาเด้อนั่งไงบอกขนมโลกนั่งไปไอ้ตัวฮะไอ้ตัวนั่งสิกระไดนั่งนะปัญแต่ท่าพระพุทธเจ้าพระองค์สมัยยังก็บานเฉลียบดังไอ้ในขนมเกียรติธาธรรมวัดอัตเวียเกียรติธาจงกล่าวอีกเรื่องวิเคราะห์อัตตะตัตเทระนั้นบานเมาดังให้กอลพระพุทธองค์ไอ้ได้ดักไปชวนเมยุกสังขาเฮ้ยนั่งไงวิเคราะห์ดังไรโดยถ้าตั้งไห้พระองค์โฮไห้ไอ้มาจังเตอร์จังบานเคยพระองค์ไอ้จังคราวไอ้ไอ้เตอร์เฮ้ยมีนองได้โล่งโดยถ้าโลกจับอารมณ์ตรังไอ้ท่านในกี้ในจิตในกบายพระองค์นั้นคือเจตกาได้ยกจิตตกได้จมพัวพระองค์จังเตอร์ก็ตูลท่าอ่องนู้ดเดออดอยู่จิตตุกดะในจิตในขบายพระอ่องจังนั้นนะนั่งไงโลกในจิตมุ้ยโลกดังไงโลกบัวโลกหายโลกไอ้มาจังเต้อดมวนมาไอ้จังน่ะจังโลกดังไงตูเปรตเมียนแบบเพียเต้ไอ้พระอ่องก็ตรงตราไอ้หายที่เขาหนึ่งเมาสาสู่เต้พระอ่องสุสาพระองค์สุสาแล้วมาปีโลกตูเปรตเมียนเพียเต้ได้พระองค์ในกวงไปชวนจังอาตมาอันถ้าความปรังดำใบบานดำไรโยกตระทัวนั่งโบเชียทายพระองค์ได้พระองค์กวงไปชวนในนั่งไงพระองค์สื่อสารให้เลิกเอาเชี่ยองค์กมรู้ที่ระดาวิเคราะห์ดาเตยนั่งไงเอาพระนิบาตตามวิเคราะห์นั่งไงนั่งไงอัตตะตัทธะมะเพเยเยนะนั่งไงอัตตะตัดทางนั่งไงนั่งอภิญญาเยอะนั่งคือถ้าการได้ปานดังอันปีไปยาวจะบอกลูกนั่งไงอัตตะตัดทางมาภิญญาเยอะปานดังปีไปยาวบอกลูกสัตตะทัศน์ปัสสตาวสิยะสัตตะทัศน์นั่งก็ไปยาวคลุนได้นั่งไงอัตตะตัดทางนั่งไงไปยาวยาวไปเจนเปียคลุนนังเมาอัตตะนั้นลวนเยอะนั้นคือเป็นเมนเนตเตยนั่งไอ้นั่งสะตัดถะเนี่ยนั่งไงก็ไปยาวระบอกคลุนนั้นปะเสตาวเสียยะเมียนกาอยู่จัดตุกดะนั่งไงอยู่จัดตุกดะนั่งไปยาวจะบอกคลุนนั้นคืออัตเมียนมนุกเตวดาแผ่นพระพรหมหรือก็พระพุทธองค์นั้นเฟอเอาไอ้บานนะแต่ไปเตยจะยังเฟอไอ้ครูนายบานเนี่ยนั่งไงแต่ยังเมียนซ้ำไปจะเยอะมุ้ยเราอยู่จะตกได้ขนมกาได้เตยได้ซาครูนั่งเอาจีการซาดอลล์อ้อนั่งกลมบังครูนายเจ้าคือบานได้ท่ากลม
កុំលក់ខ្លួនឯងទៅឲ្យបាបឬក៏ថាដោយការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចម្រើនកុសលធម៌ដើម្បីថែរក្សាខ្លួនឯងជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងណាអានឹងឈ្មោះថាបោះបង់ខ្លួនឯងចោលហ្នឹងណាហ្នឹងឯងវាផ្ទុយពីរឿងដែលត្រូវស្វែងរកខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងវានៅក្នុងន័យដែលថាខ្លួនយើងដែលអាចជួយខ្លួនយើងបានគឺស្អីគឺកុសលធម៌ហ្នឹងឯងលោកិយៈលោកតរោធម្មោហ្នឹងអានឹងឯងដែលយើងត្រូវចម្រើនដោយខ្លួនឯងហើយខ្លួនយើងនឹងឯងដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងការដែលយើងស្វែងរកខ្លួនឯងតាមពុទ្ធរិកាដែលព្រះអង្គដែងចំពោះបត្យវគ្គយៈ30អង្គឲ្យស្វែងរកខ្លួនឯងនឹងដើម្បីមកជាទីពឹងជួយខ្លួនឯងព្រោះអត់មានមនុស្សទេវតាអ្នកដតីណាទាំងអស់ដែលអាចមកជួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងមានតែយើងស្វែងរកអ្នកដែលជួយយើងបាននោះគឺខ្លួនយើងនឹងខ្លួនយើងនឹងគឺមិនខ្ជិលខ្លួនយើងនឹងគឺប្រឹងប្រែងចម្រើនកុសលធម៌លោកិយៈលោកុត្តរៈធម៌នឹងរកខ្លួនយើងនឹងឲ្យឃើញទៅអាចជួយខ្លួនឯងបានហ្នឹងឯងព្រះពុទ្ធអង្គសរសើរកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយពីរឿងតែមនុស្សយើងមានតិចមែនទេណាណាហ្នឹងឯងហើយយើងគិតមើលក្រណែប្រសងតែពោះក្រណែនៅស្រុកខ្មែរយើងទៅច្រើនរាប់ម៉ឺនណាហ្នឹងឯងតាមដល់8ម៉ឺនអង្គក្បែរក្បែរហ្នឹងដែរហ្នឹងឯងក្នុងវសាអីអី6 7ម៉ឺនអង្គហ្នឹងឯងតែខាងក្រសួងដកជ្រៀតច្បាស់មានដោយថារបាយការណ៍អីតាមវត្តមកព្រះនុគុណព្រះនុគុណមកព្រះមេគុណអីចឹងណាហើយបានចូលមកក្រសួងធម្មការទាំងសាសនាហ្នឹងលោកកំណត់ដឹងមានប្រមាណវត្តលោកតែងប្រកាសរឿយរឿយណាមានប្រមាណអង្គក្នុងវសាចេញវសាមានប្រមាណអីអីហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់គិតថាក្រាន់តែប្រសងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងសឹងថា8ម៉ឺនអង្គហើយឡើយហ្នឹងចាំនិយាយពីមនុស្សលើពិភពលោកមនុស្ស8000លានអ្នកហ្នឹងមានប្រមាណ8ម៉ឺនហ្នឹងអាហ្នឹងគិតតាមពេលព្រះអត្ថកថាសំដែងហ្នឹងឲ្យយើងមក2000ឆ្នាំមកទៀតហើយវាកិលេសវារត់ទៅចម្រើនអញ្ចឹងទៅអាការដែលកម្មយកសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងរត់ទៅថយចំនួនចុះទៅទៀតហើយសល់តែ4 50000អីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងវាតិចអញ្ចឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមកយល់ដឹងថាយើងគ្រាន់តែយល់ដឹងថាទីពឹងគឺតលសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគ្រាន់តែយល់ដឹងហ្នឹងណាហ្នឹងសិតតែយើងមានការចម្រើនទៅដោយសទ្ធាចម្រើនទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយបានយើងមកយល់ដឹងក្នុងការដែលត្រូវកាត់វត្តដាក់នេះហ្នឹងហើយក្នុងការដែលត្រូវកាត់វត្តដាក់ហ្នឹងវាអត់មានអីក្រៅអំពីកុសលធម៌ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែយើងយល់ដឹងអំពីការកាត់វត្តដាក់ហ្នឹងចឹងទៅយើងមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិយើងដឹងព្រះនិព្វានដែលជាទីពឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងបានចូលមកដល់សភាថាហ្នឹងក្រណែរំលឹកពីរឿងថាចំណាយចាយវែងក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបួតមុខហ្នឹងរំលឹកទី1យើងប្រើប្រាស់ខ្លួនយើងបោភោគអីក្រុមគ្រួសារទេសកម្មករអីសរុបមករឿងបោភោគហ្នឹងក្នុងរឿងសង្គ្រោះញាតអីអីចូលក្នុងហ្នឹងឯណាហើយទី2ចំណាយរបស់តិចដើម្បីការពាររបស់ច្រើនយើងដែលចំណាយអីការពារកំឲ្យភ្លើងឆេះការពារចោលការពារអីអីចឹងណាវាមានចំណាយឯហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាទិញប្រដាប់បាញ់ពន្លត់ភ្លើងអីអីហ្នឹងវាត្រូវចំណាយតិចតួចតាមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងការពារផ្ទះទាំងមូលរៃលោវាទុះសេខ្សែភ្លើងអីឆេះទៅចឹងទៅយើងនៅចឹងទៅយើងដឹងយើងបាញ់ពន្លត់តាន់ពេលអត់ឆេះវិញនេះត្រាប់សម្បត្តិឬក៏រៀលទៅផ្ទះគេអីអីចឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងឯង
្រោះថ្នាក់ធំដុំអាហ្នឹងឯងត្រូវធ្វើអីធ្វើអីចំណាយរបស់តិចដើម្បីរក្សារបស់ច្រើនអាហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គម្ដែងជាការចាយល្អហើយកុំស្ដាយចាយទៅអាហ្នឹងឯងអ្នកកលឹកតើដែលបានចាយហើយហ្នឹងគឺល្អហើយតែមិនត្រូវហើយកុំឲ្យទៅខុសពីហ្នឹងកុំឲ្យទៅខុសពី4មុខហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយទី3គឺពលី5យ៉ាងណាញាតតពលីញាតអតិថិពលីភៀវបបៈបេតពលីញាតតែចែកឋានទៅនឹងហើយនឹងរាជពលីនឹងឯងយើងធ្វើការដោយថាទំនុកបំរុងដល់ប្រទេសនគរហ្នឹងតាំងពីពន្ធាសួយសាអាកអីហ្នឹងទៅនៅក្នុងរាជពលីហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយនឹងទី5ទេវតាពលីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ទេវតាហើយនឹងមេត្តាចិត្តទេវតាពលីហ្នឹងគឺចំណាយនៅក្នុងពលីទាំង5ហ្នឹងគឺតេតួងនឹងរឿងចំណាយទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងទាំង5មុខហ្នឹងហ្នឹងឯងដើម្បីតែទេវតាពលីក៏តេតួងនឹងដែលយើងធ្វើទានឬក៏បន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមេត្តាចិត្តហ្នឹងទេវតាពលីហ្នឹងចឹងណាធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យទានត្រីក៏ទេវតាពលីឧទ្ទិសដល់សពសត្វទាំងអស់ទេវតាផងដែរទេវតាអនុមោទនាដែរស្ដេចនេអនុមោទនារឿងរ៉ាវហ្នឹងឯងហើយនឹងទី4គឺការដែលយើងទំនុកបំរុងដល់ព្រះសង្ឃនេះឯងតាមណៈព្រាមដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងសំខាន់ដែរក្នុងធម្មានធម្មបរិបត្តិរបស់បាសកបាតិកាហ្នឹងគឺធ្វើទានទំនុកបំរុងដល់សមណព្រាមដែលតាំងនៅក្នុងធម៌មានពាក្យបញ្ជាក់តាំងក្នុងពធម៌ទៀតណាបើបលៃអថាថាក្នុងមហាប្រតិពានអសូតហ្នឹងហ្នឹងឯងមាន4មុខហ្នឹងឯងតែមួយគឺថាបរិភោគខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទី2គឺចំណាយរបស់តេជដើម្បីការពាររបស់ធំទី3ពលី5ប្រការនិងទី4ធ្វើទានហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក្រៅពី4មុខហ្នឹងគឺជាការចាយវាយមិនល្អហ្នឹងឯងមិនត្រឹមត្រូវយើងឆ្លប់រៀនឆ្លងកាត់មកហើយពុទ្ធិកាសំដែងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងថាការដែលយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតេតួងនឹងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយើងមិនមានបញ្ហានឹងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិទេចិត្តយើងវាសប្បាយមកនៅក្នុងសទ្ធាសម្បទាសីលសម្បទាចាគិសម្បទាបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងឯងបើតេតួងនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងពិចារណាមើលទៅហ្នឹងឯងយើងយល់តាមហ្នឹងឯងរឿងបើដូចថាថ្នាក់ដំបូងអញ្ចឹងបើឡើងមកថ្នាក់លើបន្តមកទៀតវាចាំបាច់ត្រូវតែមានថ្នាក់ដំបូងហ្នឹងឲ្យបានល្អហ្នឹងជាពិសេសគឺផ្លូវចិត្តចិត្តយើងមិនបានរៀបចំឲ្យស្រួលទេកវាយកវល់កវាយកវល់គឺយើងមិនដឹងថាធ្វើអីដែលជាសម្បារាយិកដ្ឋៈហ្នឹងទៅបានទេហ្នឹងឯងព្រោះតេតួងនឹងសទ្ធាសទ្ធាអាស្រ័យសទ្ធម្មសវណ្ណៈជាអាហារហើយមានបញ្ហាជាមួយសទ្ធម្មសវណ្ណៈហ្នឹងរៀងមេយវើរវាយអត់ជ្រះថ្លាអត់យោចិត្តទុកដាក់សិក្សាប្រតិបត្តិដោះស្រាយទៅរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងមិនទាំងរួចដូច្នេះអញ្ចឹងវាអត់មានអាហាររបស់សទ្ធាហ្នឹងត្រូវបាត់បង់ទៅកុសលធម៌អតីតត្រូវមានហើយព្រះថាបានងើបមកហើយវាមុចទៅវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាខ្វល់ហ្នឹងហើយរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយរើខ្លួនពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនរួចទៅវាជាប់ជំពាក់នៅហ្នឹងទៅវាមិនអាចនឹងថាមកឲ្យចិត្តសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសទ្ធាសិលចាគៈបញ្ញាទៅបានទេចាំបាច់និយាយដល់តែបរមត្ថអីបរមត្ថក៏ទាល់តែអាស្រ័យសទ្ធាសិលហ្នឹងចាគៈហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងដែល
លោកាមិសੰបច្ចហេសន្តិបេខោនេះលះបងគ្រឿងជាប់ចម្ពាក់ក្នុងលោកសម្លឹងសន្តិបត្តិហ្នឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងដូចថារំលឹកត្រង់ដែលថាយើងមានសន្តិបត្តិជាអធិស្ឋានអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងគឺថាមានចិត្តធូរស្រាលច្រើនពីរឿងភារៈក្នុងលោកនេះហ្នឹងហើយអ្វីដែលត្រូវរែកពុនលីសែងធ្ងន់ហ្នឹងណាតែយើងចេះតែទម្លាក់ចុះឲ្យវាស្រាលទៅក្នុងដំណើររបស់យើងទៅរកទឹកដៅជាទីពឹងព្រោះយើងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងទីពឹងហ្នឹងរស់នៅត្រូវមានសង្ឃឹមតែបានមានកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងសង្ឃឹមដែលអត់មានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវចិត្តតែសង្ឃឹមចិត្តអ្នកតន្ត្រីសង្ឃឹមគេចិត្តល្អប្រកបជាអីជាមួយយើងអីចេះចោះកុំសង្ឃឹមរបៀបហ្នឹងហ្នឹងហើយវានាំឲ្យខកដល់យើងមកសង្ឃឹមបន់ដែលយើងធ្វើហើយហើយសង្ឃឹមទឹះដៅដែលយើងទៅអាហ្នឹងសង្ឃឹមត្រឹមត្រូវអត់ចេះឲ្យយើងខកចិត្តទេសទ្ធារត់ទៅចម្រើនឡើងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរត់តែមាំតំហើយសទ្ធាចម្រើនទៅដោយសទ្ធម្មសវណ្ណសម្បយុទ្ធដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺក្តីសង្ឃឹមត្រូវតែមានព្រោះយើងបំណងទិសដៅវានៅក្នុងអាសង្ខសោបំណងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងដល់ទៅសទ្ធាចម្រើនឡើងបញ្ញាចម្រើនឡើងយើងដឹងដំណើររបស់យើងហ្នឹងគឺជាដំណើរក្នុងផ្លូវត្រូវពិតមែនដូចជាយើងកាន់តែយល់ពីសតិប្បដ្ឋានទៅទិសដៅក្នុងផ្លូវសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺទៅរកការអស់ទិដ្ឋិហើយការអស់ទិដ្ឋិហ្នឹងឯងគឺជាទីពឹងហ្នឹងឯងតែយើងធ្លាប់តែប្រកាន់ខ្លួនយើងទៅយើងធ្លាប់តែដោយថាគិតពីរឿងឲ្យខ្លួនយើងបានអីណាណីក្នុងលោកណាហ្នឹងឯងអត់មានហេរិអោតបៈឆ្នាក់សតិប្បដ្ឋានទេតែអត់មានចេះអៀនខ្មាស់អីក្នុងការដណ្ដើមក្នុងការប្រជែងក្នុងការប្រកាន់ក្នុងការចាប់យករបស់ក្នុងលោកទេហ្នឹងឯងមានហេរិអោតបៈឆ្នាក់សិលអាហ្នឹងមានមិនទៅដណ្ដើមយករបស់គេហ្នឹងវាណាស់ហើយធម្មតាយើងហូរហែមកហ្នឹងតែបានចេះកាន់សិលល្អណាស់ហើយហ្នឹងឯងមិនយករបស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅក្នុងរឿងដែលថារបស់ក្នុងលោកអញត្រូវតែដូចថាបច្ចេកហ្នឹងគឺបានដីថាវាប្រៀបផ្ទឹមគ្នាក្នុងសម័យកាលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេមានអីយើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាចមានលទ្ធភាពតែប្រព្រឹត្តទៅបានក៏ប្រៀបធៀបទៅដើមបច្ចេកអីទៅតាមហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺអត់តានមានអរិយអតបណតប្រធានទេតែមានការសិក្សាទៅរបស់ក្នុងលោកយើងអៀនខ្មាស់ណាចាប់យកមកធ្វើរបស់យើងត្រង់ដែលយើងអត់មានសោះហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយវាវង្វេងថាមានយើងណាដោយនិយាយពីឆាយាវេអនុបាយនីអញ្ចឹងយើងមានដៅទៅប្រកាន់សមោលថាយើងឯណាមានដៅទៅកើតទុកខ្វល់ចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែសមោលហ្នឹងឯណាយើងវាអត់មានភារៈអីដែលនឹងត្រូវថាកើតទុកជាមួយនឹងសមោលបាត់ទៅណាឥឡូវយើងមកនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងសមោលយើងទៅណាបាត់ទៅណាណាយុទៅស្លាប់រស់អីយ៉ាងម៉េចជាមកវាអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងសមោលហ្នឹងណាយ៉ាងណាមិញរូបអាស្រ័យនាមអាស្រ័យរូបហ្នឹងដល់ទៅឃើញអវ័យអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងឲ្យតែមានវិបស្សនាញាណបច្ចយៈបរិគ្ហញាណហ្នឹងច្បាស់គឺយើងដឹងនាមរូបដូចសមោលយ៉ាងឯងពីព្រោះអវ័យដែលកើតពីបច្ច័យគឺដូចសមោលយ៉ាងឯងផលរបស់បច្ច័យវាអត់មានអត្តាខ្លួនឯងទេសមោលវាមានប៉ុន្តែវាតល់តែដោយថាសមោលមនុស្សមកយើងវាតល់តែយើងឈូហាលថ្ងៃហើយមានថ្ងៃចាំងមកឬក៏យើងញ៉ៃតើលើមកលុបដើមឈើអីចឹងណាដូចគ្នាហ្នឹងហើយវាអត់មានតួសមោលខ្លួនឯងជាសត្វទេវាអត់មានសត្វសមោលបិសាចសមោលមនុស្សសមោលទេវាតើតែមានមកលុបឈើហើយថ្ងៃចាំងមកវាមានសត្វសមោលអីណាអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែមកលុបហ្នឹងចឹង
វាបាំងនឹងដើមឈើបាំងនឹងរូបកាយយើងអញ្ចឹងទៅមើលទៅវាឃើញស្រមោលបាំងពលឺថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាស្រមោលខ្មៅវាមកលុបហ្នឹងវាមានសត្វអីយ៉ាងណាមិញការដែលដឹងរូបធัวនេះមធัวអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងគឺដូចស្រមោលចឹងដែរដូចផ្លេកបន្ទោចឹងដែរដោយអន្តនុចឹងឯងដូចថ្ងៃបដៅកូនចឹងឯងអ្វីដែលអាស្រ័យហេតុកើតឡើងហ្នឹងបច្ចយៈបរិកហញាណហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដឹងថាអ្វីដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងគឺអញ្ចឹងឯងទាំងអត់មានអត្តាខ្លួនឯងទេជាផលរបស់បច្ច័យហ្នឹងឯងហើយមើលមើលបើយើងដឹងស្រមោលយើងមានទៅខ្វល់ជាមួយស្រមោលយ៉ាងណាហ្នឹងឯងដូច្នេះការអប់រំចម្រើនតែប្រឋានហ្នឹងយើងបានមកដឹងសេចក្តីសុខហ្នឹងវាមិនមែននៅត្រង់រੂអីក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យយើងបានទេយើងមកដឹងថាការដែលអត់មានយើងដែលដឹងនាមរូបដោយបញ្ញានេះតែមានបញ្ញាចម្រើនឡើងដែលវាអត់មានអត្តាខ្លួនយើងវាមានតែវេទនាសោយអារម្មណ៍ស្អីដែលមានវាមានបរមត្ថវាមានប៉ុន្តែវាអត់មានទិដ្ឋិទៅប្រកាន់អាការសោយអារម្មណ៍នឹងថាយើងវេទនាវានៅតែសោយអញ្ចឹងប៉ុន្តែទិដ្ឋិវាប្រកាន់យើងសោយជាមួយនឹងវិញ្ញាណវិញ្ញាណវាដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែទិដ្ឋិវាចាប់យកវិញ្ញាណថាយើងអ្នកដឹងអារម្មណ៍អាទិដ្ឋិនឹងឯងមេរោគហ្នឹងឯងអាទិដ្ឋិហ្នឹងវានាំឲ្យប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយហ្នឹងវានាំឲ្យកំណាញ់ចំណាយវានាំឲ្យខ្វល់រវល់មានរាគៈទោសៈមោហៈទៅអញ្ចឹងបានតាំងសម្ដែងលះបង់រាគៈទោសៈមោហៈត្រូវលះបង់សកាយតិដ្ឋិវិជ្ជាសិលបត្តបរាមាសៈធួ3ហ្នឹងក្នុងបេដលេខ50អង្គុត្រង្កាយតិសកនិបាតព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអភិបសូត3 10ដងហ្នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទៅជាច្បាស់ដោយសារតែមានជាតិជារាមរណៈជាតិជារាមរណៈព្រោះរាគៈទុសៈមហារាគៈទុសៈមហាព្រោះសកាយតិដ្ឋិចេកចាសិលវត្តបរាមាសៈហើយមានតមកទៀតហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែង3 10ដងហ្នឹងយើងឆ្លើយអរៀនហើយហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកចង់ថាការលះសកាយតិដ្ឋិវិជ័យចាសិលវត្តបរាមាសៈបានលះរាគៈទុសៈមហានឹងបាននេះអាតិដ្ឋិនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហៅឈ្មោះច្រើនណាស់ទិដ្ឋិកន្តារៈទិដ្ឋិនឹងវាប្រេងស្ដុកទិដ្ឋិនឹងវាជាចម្រុងស្អីស្អីច្រើនណាស់ឈ្មោះរបស់ទិដ្ឋិហ្នឹងដូចមេរោគចឹងណាមេរោគអាហ្នឹងរោគនាមធัวណានាំឲ្យវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងដែលជារោគវត្តដាក់ហ្នឹងវាមានមេរោគគឺទិដ្ឋិហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅសតិប្រធានដែលលះទិដ្ឋិហ្នឹងណាហើយលះទិដ្ឋិដល់ទៅថ្នាក់អរិយមគ្គទិដ្ឋិឈប់កើតជារៀងរហូតនឹងឯងគឺព្រះនិព្វានសម្បត្តិព្រះនិព្វានហ្នឹងមានព្រះនិព្វានមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងបទាថាអបទានហ្នឹងនឹងឯងតទៅគឺតែព្រះអនន្តសម្ដែងហ្នឹងតេតួងទៅនឹងរឿងអានិសងរបស់ប៉ុនហ្នឹងមិញថាមើលទៅតមកនេះចាំមើលយើងមើលបានមកជាប់ទៅណាហ្នឹងហើយថាបានមើលព្រះមហាមុនីព្រះនាមបរមត្តរាការស្ដេចចេញពីទ្វារអារាមហើយបង្អោភ្លៀងគឺអមតៈញាងមហាជនឲ្យរលត់ទុកពួកអ្នកប្រាជ្ញមួយសែនអ្នកមួយសែនអង្គណាណាហ្នឹងហើយបានអភិញា6មានរិទ្ធធម្មតែងហែហោមព្រះសម្ពុទ្ធដូចជាស្រមោលតុលតាម5លំដាប់នោះខ្ញុំជិះលើកតម្រៃហ្នឹងអតីតជាតិព្រះអនន្តព្រះអនន្តហ្នឹងគឺជាប្អូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឯងបេតាជាមួយគ្នាបេតាព្រះនាមនន្ទៈហ្នឹងឯងកិរិយាសៃបាទនន្ទៈហ្នឹងគឺព្រះនាងសធម្មីទេវីហ្នឹងឯងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមឧត្តរៈនៅជាព្រះពោធិសត្វឧត្តរកុមារហ្នឹងបានត្រាស់ទៅតាមការឈូកដែលទទួលប្របាទទេវអង្គទៅក៏ព្រះនាមថាបតមុត្តរៈបតុមបតមៈហើយនឹងឧត្តរៈហ្នឹងដែលព្រះនាមតើមកឧត្តរកុមារហ្នឹងឯងហើយមានប្អូនរួមបៃតាហ្នឹងគឺព្រះនាមសុមនៈ
ឡើងឯងហើយពុទ្ធពថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់បងនោះបានជាព្រះពុទ្ធអង្គទៅក៏មានពុទ្ធពថាព្រះនាមសុមនៈដែរហើយព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះដែលសុមនៈរាជកុមារហ្នឹងគឺថាពេញប្រទេសជាមួយសុមនៈពុទ្ធពថាហ្នឹងក៏បានប្រាថ្នាតំណែងនឹងឯងហ្នឹងឯងហើយក្នុងពេលមួយហ្នឹងគឺព្រះអនន្តដែលជាសុមនៈបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលខ្ញុំជិះនៅលើកោដំរីហ្នឹងបានឃើញស្វេតិឆ័ត្រដល់ដំប្រសាស្វេតិឆ័ត្រហ្នឹងបាំងខ្លួនឯងនៅពីលើដំរីហ្នឹងណាមានសភាពសំរម្យដោយសរសៃសូត្រខ្ញុំក៏មានបៃតេបាទមកជាកើតឡើងហើយក៏យួរស្វេតិឆ័ត្រហ្នឹងឯងចឹងស្វេតិឆ័ត្រហ្នឹងគឺឆ័ត្រពូសកាត់ពូសនេះធ្វើល្អដែលដោយសរសៃសូត្រល្អហ្នឹងហើយខ្ញុំចុះអំពីកោដំរីហ្នឹងចូលទៅផ្ទាល់ព្រះនរាយសភៈសម្ពុទ្ធខ្ញុំយកឆ័ត្ររបស់ខ្ញុំជាវិការៈនៃកែវបាំងថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធដល់ប្រសាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្តរៈហ្នឹងជាព្រះម្ចាស់បងហ្នឹងណាបងបង្កើតទៅណាហ្នឹងហើយមេត្តាផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងព្រះបតមុតរៈព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណធម៌ទ្រង់ជ្រាបបំណងរបស់ខ្ញុំហើយទ្រង់បញ្ចប់នៅកថានោះតើព្រះអង្គក៏បញ្ចប់កថាដែលសម្ដែងដែលនេះព្រះមហាមនីព្រះនាមបតមុតរៈកាលស្ដេចចេញអំពីទ្វារាមហើយបង្អោភ្លៀងគឺអមតៈញ៉ាំងមហាជនឲ្យរលត់ទុក្ខក៏ដល់មកគាថាហ្នឹងអារាមទ្វារេនិខមៈបតមុតរោមហាមុនិវស្សន្តោអមតៈវុទ្ធំនិពេពេសិមហាជនាងហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ឈប់ពធួរដែលសម្ដែងហ្នឹងទៅព្រះអង្គត្រឡប់មកជាកោប្អូនប្រុសនេះហ្នឹងឯងព្រះបតមុតរៈព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណធម៌ទ្រង់ជ្រាបបំណងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ទ្រង់បញ្ចប់កថានោះក៏ទ្រង់ត្រាស់ទៀតថាបន្តមកនេះថាកុលបុត្រណាបានបាំងឆ័ត្រគឺយកឆ័ត្រពីលើដំរីបាំងនៅពីលើដំរីខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងឯងក៏យកមកបាំងថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងឯងទៅព្រះអង្គក៏ព្យាករបើថាស្អាតស្អាងទៅដោយគ្រឿងអលង្ការជាវិការៈនៃមាសហ្នឹងឯងឆាត់ហ្នឹងណាដែលជួបាំងថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងទថាគាត់នឹងសម្ដែងសរសើរកុលបុត្រនោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់ទថាគាត់សម្ដែងចោះបរោះនេះនឹងទៅអំពីលោកនេះហើយនឹងគ្រប់គ្រងឋានតោះសិតកណ្ដាជាយត់ពីជាតិនឹងទៅដែលជាព្រះសពម្នាក់ហ្នឹងនឹងទៅកើតឋានតោះសិតព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងឯងនឹងតាំងពី100000ផែនដីមុនហ្នឹងកើតឋានតោះសិតសោយទិព្វសម្បត្តិមានពួកស្រីអប្សរចោមរោមហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងយើងយល់ហើយថាមិនមែនព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យទៅត្រេកអររីករាយក្នុងកាមគុណអីទេឲ្យដឹងថាអ្វីអ្វីមានបុណ្យគឺរៀបចំអញ្ចឹងឯងតែនឹងឯងយើងកុំចេះតែទៀតទៅចំណែនអ្នកតីចង់បានអីណាយណីឲ្យយើងសហការជាមួយបុណ្យឲ្យយើងសន្តោសជាមួយនឹងផលបុណ្យដែលយើងមានមកសម្រាប់យើងអានឹងបានយើងបានសុខហើយយើងឲ្យច្បាស់ថាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងវាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីមកធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតឯងទោះជាភ្នំមាសពីក៏មិនអាចឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ឆ្អែតទៅដណ្ដើមភ្នំមាសគេទៀតឥឡូវហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយបើនៅក្នុងកាមជាដកសំបីទៅសម្បត្តិមានវិញ្ញាណលើផែនដីឬក៏អត់វិញ្ញាណលើផែនដីក៏មិនល្មមនឹងមនុស្សម្នាក់ដែរហ្នឹងឯងក្នុងកាមជាដកណាហ្នឹងឯងរឿងរ៉ាវយើងសឹកហើយសិក្សាឲ្យនៅក្នុងកាមសោតហើយបានតេតួងទៅនឹងកាមជាដកហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងចាប់សេចក្តីហ្នឹងឲ្យបានថាបែរទៅ